Xét xử vụ chuyến bay giải cứu, phó giám đốc công an thành phố Hà Nội bật khóc, than mắc bệnh hiểm nghèo nên mong tòa xem xét. Xác định là tôi đã nhận của Hằng là 2.650.000. Cái tiến độ xét xử thực sự mà nói là tôi rất ân hận về cái hành vi vi phạm của mình. Với cái quá trình công tác 44 năm trực tiếp mình đã là thủ trưởng cơ quan an ninh điều tra, nắm rất là rõ pháp luật. Thứ hai nữa là thực sự là xuất phát tình cảm, là mình cũng thương người và quá tin người, cho nên dẫn vô tình là mình thành trung gian môi giới cho cái hoạt động hối lộ. Thì đấy là cái hành vi mà bị cáo rất là ân hận trong việc này. Chỉ mong hội sẽ xử căn cứ vào hình phạt nhẹ, đặc biệt là với cá nhân bị cáo tuổi cũng cao rồi, 62 tuổi, và bản thân tôi là bị hiện bệnh hiểm nghèo, tôi bị ung thư tiểu quản đã mổ nội soi cuối năm 2021, rất mong hội sẽ xử xem xét cho tôi được hưởng lượng khoan hồng sớm để điều trị bệnh. Thứ hai là khắc phục hậu quả vừa rồi, thì ngay khi mà cơ quan ra kết luận cũng như viện, tôi có nói là cơ quan điều tra không kết luận được cái đoạn đầu một chiều mấy đấy, tôi phải chịu trách nhiệm dân sự cái này, cộng vào thì là tổng tất cả tôi chịu dân sự là 1.850.000 với tội nó quá lớn. Thế và khi rất may là anh em